Quốc Anh chào tất cả các bạn đang dõi theo kênh Trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Khi gặp khó khăn trong cuộc sống, chúng ta tìm kiếm những dấu hiệu từ vũ trụ để giúp chúng ta đưa ra quyết định đúng đắn. Không dễ để bắt được những tín hiệu này. Chúng ta cần chú ý và hòa hợp với những dấu hiệu này để có thể nhận thấy những tín hiệu từ vũ trụ gửi đến cho chúng ta có những lúc chúng ta thấy mình lạc lõng trên hành trình cuộc đời và không thể tìm ra con đường đúng đắn để theo đuổi chúng ta có thể đang phải đối mặt với tình huống khó xử khi phải lựa chọn giữa ước mơ của mình và nhu cầu của gia đình hoặc khi quyết định một con đường sự nghiệp các mối quan hệ hoặc một công việc mới chúng ta có thể thấy mình dao động giữa các lựa chọn và không có khả năng đưa ra quyết định điều này thường xảy ra khi chúng ta phải đối mặt với những quyết định thay đổi cuộc đời mặc dù điều này cũng có thể xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày những dấu hiệu mà bạn không bao giờ nên bỏ qua thứ nhất tính đồng bộ thứ hai những giấc mơ sáng suốt thứ ba những người xung quanh chúng ta thứ tư sức khỏe thứ năm tìm kiếm đánh mất hoặc là phá vỡ mọi thứ thứ sáu sự chậm trễ và rối loạn thứ bảy trực giác thứ tám kinh nghiệm của chúng ta thứ chín có thứ gì đó mắc kẹt trong đầu làm thế nào để nhận ra các tín hiệu của vũ trụ khi tâm trí bạn bận rộn với hàng loạt cảm xúc bạn rất dễ bỏ lỡ những tín hiệu này bước đầu tiên là tĩnh tâm để có thể đề phòng những tín hiệu này các dấu hiệu từ vũ trụ thường tinh tế gián tiếp và khó nắm bắt mặc dù đôi khi chúng có thể rõ ràng đôi khi ngay cả sau khi nhận ra các tín hiệu chúng ta coi chúng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên và bỏ qua chúng để tránh sai lầm này chúng ta cần theo dõi các tín hiệu bí quyết là hãy làm chậm lại nhiều sống của chúng ta và sống trong hiện tại chúng ta cũng cần mở lòng để đón nhận những câu trả lời mà chúng ta đang tìm kiếm chúng ta có thể cảm nhận được sự hiện diện của vũ trụ trong cuộc sống hàng ngày nếu chúng ta quan tâm và chú ý thông thường chúng ta gặp những tín hiệu này trong những khoảnh khắc bình thường của cuộc sống tuy nhiên chúng ta sẽ trân trọng những khoảnh khắc này mãi mãi bởi vì nhận được chúng đã mang lại cho những khoảnh khắc đó một ánh hào quang đặc biệt cùng một tín hiệu có thể có ý nghĩa khác nhau đối với những người khác nhau đó là điều mà mỗi người chúng ta phải giải thích bằng cách sử dụng giác quan thứ sáu của mình làm thế nào để vũ trụ giao tiếp với chúng ta? Chúng ta được liên kết phức tạp với vũ trụ theo nhiều cách để có nhiều con đường tiếp cận với chúng ta. Thứ nhất, tính đồng bộ. Đồng bộ hoặc trùng hợp là những phương pháp thường được vũ trụ sử dụng để giao tiếp với chúng ta. Đây là những diễn biến mà chúng ta thường cho là trùng hợp hoặc ngẫu nhiên. Trong trường hợp chúng ta hoàn toàn lạc nhịp, chúng ta thậm chí có thể không nhận thấy chúng nghĩ về một người ngay trước khi chúng ta gặp họ hoặc nhận được cuộc gọi từ họ hoặc chúng ta nhận được những món quà mà chúng ta thầm ao ước trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta điều này xảy ra quá thường xuyên mà chúng ta đã bỏ qua chúng và đặt cho chúng những cái tên khác nhau như là may mắn, tình cờ, tai nạn, phép màu điều gì sẽ xảy ra nếu những diễn biến này không chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên điều gì sẽ xảy ra nếu chúng là những thông điệp giúp chúng ta giải quyết các vấn đề trong cuộc sống khi bạn thường xuyên trải qua những sự trùng hợp ngẫu nhiên này đó là sự đảm bảo rằng chúng ta đang đi đúng hướng nhìn ở một góc độ khác việc thiếu đi những vận may tốt đẹp này có thể được hiểu là những tín hiệu cảnh báo từ vũ trụ một tín hiệu màu đỏ để dừng lại xem lại chiến lược của chúng ta và thay đổi hướng đi của chúng ta trong trường hợp chúng ta đang gặp khó khăn và mọi thứ dường như không suôn sẻ. Tốt nhất, bạn nên lùi lại một bước, dành một chút thời gian để thu thập những suy nghĩ của mình và suy nghĩ lại về kế hoạch của chúng ta cho tương lai. Điều thứ hai, những giấc mơ. Tại sao chúng ta mơ? Tại sao chúng ta lại thấy những giấc mơ của mình thật kỳ quái và lạ lùng? Ý nghĩa và cách diễn giải những giấc mơ của chúng ta là gì? Chúng ta có vô số câu hỏi về sự xuất hiện hàng ngày đơn giản này có lúc vui tươi và đẹp đẽ có lúc đáng sợ và khủng khiếp những giấc mơ đã khiến chúng ta bối rối hầu hết các giấc mơ thường bị mất và bị lãng quên vào thời điểm chúng ta thức dậy điều gì sẽ xảy ra nếu đây là những thông điệp từ vũ trụ việc giải thích ý nghĩa của những giấc mơ cần có một số kinh nghiệm và chuyên môn và chúng ta là những người lý tưởng để làm điều này một nguyên tắc chung trong khi giải mã giấc mơ là không hiểu chúng quá theo nghĩa đen. Duy trì nhật ký giấc mơ có thể hữu ích theo nhiều cách. Ghi lại những giấc mơ ngay khi thức dậy sẽ hữu ích nếu bạn khó nhớ chúng sau này. Nó sẽ giúp chúng ta ghi lại những giấc mơ của chúng ta và những diễn giải của chúng để tham khảo trong tương lai. Điều thứ ba, những người xung quanh chúng ta. Vũ trụ gửi cho chúng ta những dấu hiệu thông qua những người mà chúng ta tiếp xúc. Một cuộc gặp gỡ tình cờ với một người quen cũ, một tin nhắn, hay một cuộc gọi điện thoại, gặp gỡ một người ngẫu nhiên, nghe lén một cuộc trò chuyện, hoặc nghe một chương trình trò chuyện đều có thể cho chúng ta những chỉ dẫn trong cuộc sống. Chúng ta cần sử dụng trực giác của mình để phân biệt những điều chân thật với những điều thông thường. Khi giác quan thứ sáu của chúng ta cho chúng ta biết rằng vũ trụ đã gửi cho chúng ta một thông điệp, tốt hơn chúng ta nên ngồi dậy, chú ý và làm theo nó. Chúng ta đừng phung phí cơ hội và coi chúng là sự trùng hợp ngẫu nhiên và bỏ qua chúng điều thứ tư sức khỏe các triệu chứng vấn đề sức khỏe và thậm chí cả đau đớn về thể chất đều là những phương thức giao tiếp sức khỏe thể chất của chúng ta có thể đóng vai trò là kim chỉ nam để chúng ta đi đúng hướng một căn bệnh hay một cơn đau cụ thể là một tín hiệu từ tạo hóa rằng chúng ta cần xem xét lại lối sống và thói quen của mình các vấn đề về sức khỏe thể chất của chúng ta cũng có thể xảy ra do một tình huống không vui trong cuộc sống của chúng ta tùy thuộc vào chúng ta để giải thích những dấu hiệu này từ vũ trụ và thực hiện hành động sửa chữa thích hợp khi chúng ta đang đối mặt với một vấn đề sức khỏe chúng ta nên tìm hiểu sâu hơn để tìm ra nguyên nhân nó có thể là thể chất hoặc cảm xúc khi chúng ta đi sâu vào vấn đề và xác định được nguyên nhân gốc rễ tất cả những gì chúng ta cần làm là thực hiện các bước phục hồi đôi khi việc hàn gắn tình cảm có thể khiến nỗi đau thể xác biến mất các vấn đề sức khỏe của chúng ta cũng có thể xuất phát từ nhu cầu tinh thần của chúng ta chứng bệnh về cổ họng có thể cho thấy sự thiếu hụt cơ hội thể hiện bản thân mình một cách tự do trầm cảm và thờ ơ là một dấu hiệu cho thấy cuộc sống đang không đi đúng hướng mặt khác sức sống và sự mạnh mẽ là những dấu hiệu chắc chắn của một cuộc sống tốt đẹp bạn cần tin tưởng vào cảm giác ruột của mình để quyết định điều gì phù hợp với bạn và điều gì không. Khi bạn cảm thấy không thoải mái với một số người, tình huống hoặc hoạt động và bạn cảm thấy cạn kiệt năng lượng, đó có thể là do chúng có hại cho bạn. Tốt hơn là nên tránh chúng. Điều thứ năm, tìm kiếm, đánh mất, phá vỡ mọi thứ. Các đối tượng xung quanh chúng ta là phương tiện lý tưởng cho các thông điệp. Vì việc tìm kiếm, đánh mất hoặc làm hỏng đồ vật ngay lập tức, thu hút sự chú ý của chúng ta sau đó tùy thuộc vào chúng ta để tìm ra ý nghĩa của những tín hiệu hoặc cảnh báo này tìm thấy thứ bạn đang tìm kiếm có thể có nghĩa là một tín hiệu xanh cho bất cứ điều gì bạn đang lên kế hoạch với nó bắt gặp những điều ngẫu nhiên có thể là để kích hoạt một số ký ức trong quá khứ hoặc một câu trả lời mà bạn đang tìm kiếm khi chúng ta đánh mất hoặc phá vỡ điều gì đó chúng ta yêu thích thông điệp có thể là hãy bỏ qua quá khứ hoặc cuộc sống của chúng ta đã trở nên quá bận rộn và không có niềm vui, chúng ta cần phải sống chậm lại. Điều thứ sáu, sự chậm trễ và rối loạn. Khi chúng ta bắt đầu làm một việc gì đó, nếu chúng ta phải đối mặt với sự chậm trễ, rắc rối hoặc trở ngại, lặp đi lặp lại, thì có thể vũ trụ đang cố tạo cho bạn một cú hích và đưa bạn trở lại con đường đúng đắn. Có thể bất cứ điều gì chúng ta đang theo đuổi, không phù hợp với chúng ta, và chúng ta đã không đi đúng đường, hoặc ý định của chúng ta không đúng, và chúng ta đã làm nó theo một cách nửa vời. Dù thế nào thì chúng ta cũng cần phải suy nghĩ lại về quyết định của mình. Có lẽ tốt hơn là nên dừng việc theo đuổi và chuyển hướng sang một thứ khác. Khi đối mặt với các vấn đề và sự chậm trễ, chúng ta thường bị xáo trộn và khó chịu. Vì mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch của chúng ta, điều chúng ta cần nhận ra là những điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta và học cách chấp nhận những rào cản này. Hãy xem chúng như những thông điệp thanh tao và cuối cùng là vì lợi ích của chúng ta điều thứ bảy trực giác tâm trí vô thức của chúng ta đồng bộ với vũ trụ hơn tâm trí có ý thức của chúng ta điều này làm cho trực giác hoặc cảm giác ruột đáng tin cậy hơn những suy nghĩ có ý thức của chúng ta chúng ta cần học cách tin tưởng vào cảm giác ruột của mình và tuân theo nó thông thường thật khó để nghe thấy tiếng nói bên trong của chúng ta khi tâm trí của chúng ta liên tục hướng ra bên ngoài chúng ta bỏ qua dòng nói này hoặc hoàn toàn không nghe thấy. Thiền định thường xuyên giúp kết nối với nội tâm của chúng ta. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy điều gì đó chỉ là cảm thấy đúng hoặc có vẻ sai, nhưng không thể tìm ra lý do để cảm thấy như vậy, thì đó là cảm giác ruột. Đó là tiếng nói từ nội tâm của bạn đang cố gắng khuyến khích hoặc cảnh báo bạn. Vũ trụ chắc hẳn đang cố gắng truyền tải những thông điệp này qua tâm trí vô thức của bạn. Điều thứ 8 Trong cuộc sống hàng ngày, Chúng ta bắt gặp những diễn biến lặp đi lặp lại. Sự thật là chúng ta hiếm khi để ý đến chúng, vì chúng ta quá bận rộn với cuộc sống của mình. Những trải nghiệm lặp đi lặp lại này có thể là những dấu hiệu mạnh mẽ từ vũ trụ để giúp chúng ta trong hành trình của cuộc đời mình. Vì vậy, tốt hơn chúng ta nên chú ý đến những gì đang xảy ra với chúng ta cũng như xung quanh chúng ta. Những diễn biến lặp đi lặp lại này có thể có một ý nghĩa sâu xa hơn mà không dễ dàng hiểu được trong nháy mắt hãy nỗ lực hơn nữa để giải mã những gì vũ trụ đang cố gắng truyền tải vì chúng ta thường bỏ lỡ việc đọc các tín hiệu chúng được gửi đi gửi lại cho đến khi chúng ta hiểu đúng điều thứ chín có thứ gì đó mắc kẹt trong đầu nhiều khi chúng ta thức dậy và bắt đầu ngông nga một giai điệu và tự hỏi tại sao chúng ta lại chọn một giai điệu cụ thể đó đôi khi bài hát hình ảnh những cảnh hoặc những giấc mơ cứ ngẫu nhiên xuất hiện trong đầu chúng ta hoặc đó là những gì chúng ta nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu chúng có ý nghĩa gì đó điều gì sẽ xảy ra nếu đây là những dấu hiệu từ vũ trụ để giúp chúng ta trong cuộc sống của mình khi bạn thấy mình đang hát một bài hát mà bài hát đó đột nhiên xuất hiện trong đầu đó là lúc bạn tìm hiểu sâu hơn và cố gắng hiểu ý nghĩa có lẽ bài hát đó đã truyền đạt câu trả lời mà bạn đang tìm kiếm tất cả những gì bạn cần làm là giữ cho mình một tâm trí cởi mở để nhận những thông điệp từ vũ trụ Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả chúng ta nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo theo số điện thoại Quốc Anh chia sẻ bên dưới mỗi video. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.